Nhân dịp Tết cổ truyền Canh Tý 2020, chiều ngày 30 Tết, đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã đến thăm, chúc Tết các đơn vị Công an tỉnh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Tâm thần kinh tỉnh, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Môi trường và Công trình Đô thị Hưng Yên. Tại trụ sở Công an tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã nghe lãnh đạo Công an tỉnh báo cáo việc bố trí lực lượng, phương tiện, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội trước, trong và sau Tết. Việc tổ chức cho cán bộ chiến sĩ vui xuân đón Tết, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội để nhân dân đón Tết an vui. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sĩ tặng quà và chúc Tết tập thể lãnh đạo cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh và các đơn vị trực thuộc luôn mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, năm 2019, tỉnh Hưng Yên đạt được nhiều thành tựu về kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng. Để có được kết quả đó có sự đóng góp quan trọng của lực lượng Công an tỉnh. Năm 2020 là năm có nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, của tỉnh, là năm diễn ra Đại hội Đảng bộ các cấp. Công an tỉnh cần tiếp tục phát huy truyền thống của ngành và những thành tựu đã đạt được để góp sức cùng với tỉnh hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội. Trong những ngày trước, trong và sau Tết Nguyên đán, có phương án, kế hoạch tổ chức lực lượng ứng trực để phục vụ nhân dân vui xuân đón Tết an toàn. Sau khi tặng quà của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và chúc Tết lãnh đạo cán bộ y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Bệnh viện Tâm thần kinh tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sĩ nhắc nhở ngành y tế của tỉnh nói chung, hai bệnh viện nói riêng cần nâng cao chất lượng khám, điều trị bệnh. Các cán bộ y bác sĩ, người lao động của hai bệnh viện không ngừng học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, tinh thần trách nhiệm và đạo đức người thầy thuốc để xứng danh là quê hương của đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lý Hữu Trác, đáp ứng ngày càng tốt hơn công tác chăm sóc sức khỏe, điều trị bệnh cho nhân dân. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã đến thăm hỏi, động viên tặng quà cho các bệnh nhân đang điều trị tại hai bệnh viện trên. Đến thăm chúc Tết cán bộ công nhân viên chức người lao động, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Môi trường và Công trình Đô thị Hưng Yên, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sĩ ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của tập thể lãnh đạo cán bộ người lao động của công ty thời gian qua luôn đảm bảo cho thành phố Hưng Yên sáng, xanh, sạch, đẹp. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chúc mừng năm mới đến toàn thể lãnh đạo cán bộ người lao động của công ty. Đồng thời, đề nghị công ty tập trung chỉnh trang đô thị, dọn dẹp đường phố, tổ chức thu gom rác thải tại các tuyến đường, bảo đảm vệ sinh môi trường thành phố, các công trình công cộng, di tích lịch sử, phục vụ nhân dân và du khách đón Tết vui xuân. Tiếp đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã đến thăm, động viên công nhân đang làm nhiệm vụ dọn vệ sinh trên các tuyến đường của thành phố Hưng Yên.